Hello, Nóc Farm Vlog xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi không Nóc không có ra video. Tại mấy tháng mùa đông trời lạnh quá, Nóc trốn trong nhà luôn. Hôm nay thì nhiệt độ bên ngoài là 60 độ F. Trời cũng không lạnh mấy nhưng mà đều có gió. Mùa đông nè, cả nhà mùa đông nhìn qua cảnh thấy buồn ghê không? Bây giờ thì mới bắt đầu vào xuân rồi, trời cũng bắt đầu ấm ấm, cỏ bắt đầu lên xanh. Nóc rất là háo hức chờ cho tới mùa ấm cái là trồng trọt. Mấy tháng không trồng trọt, trời ơi nó nhớ gì đâu luôn á. Mấy con gà tây này nuôi hồi tháng 4 năm ngoái, bây giờ cũng gần một năm rồi đó cả nhà, mới bắt đầu đẻ được trứng gà so. Trứng gà tây thì ăn cũng giống như là trứng vịt vậy đó, nhưng mà ở Mỹ á, người Mỹ họ không có ăn, họ chỉ ăn trứng gà thôi, trứng vịt, trứng gà tây lạ họ nói quý à, họ không ăn. Thì ở trong cái farm của mình có một thành viên mới, sẵn đây Nóc quay cho cả nhà xem nha. Đây là mẹ mẹ trắng sắp sửa lâm bồn rồi đó cả nhà, cũng lâm bồn xuân thôi. Cái bụng này hả, ít nhất chắc cũng phải là ba em á. Viên mới của mình nè cả nhà, mẹ nâu với lại hai con trai, nhưng mà một em á, thì á, hả một em trai đã qua đời cách đây mấy ngày rồi vì không đủ sữa cho con bú. Cái em trai này bữa nay hả, mới có một tuần ấy thôi đó mà em bự ghê không. À, mẹ nâu này good lắm đó nha, mẹ nâu chăm sóc con kỹ dữ lắm đó, giỏi nha. Con đứng dậy đi ăn coi. Ngủ à, ngủ mê man hả, gì đó mẹ nâu, mẹ nâu. Em chỉ thích bú thôi à. Mấy cái anh bạn này hả, ăn no rồi giờ nằm nằm đó mà lên nè, à, đòi ăn tiếp tục đó, tối ngày cứ đòi ăn thôi à. Gặp cả nhà xem nè, đó mùa đông á, phong cảnh xung quanh thấy buồn ghê không? Cỏ thì giờ mới bắt đầu lên xanh. Sau 3 tháng mùa đông thì cái nhóm hoa tulip của mình cũng đã lú mầm rồi cả nhà ơi. Chờ chừng 1 tháng nữa là sẽ thấy hoa rất là đẹp nha. Đây khu vườn của mình nè, mùa đông nè, thấy thê thảm không? Bây giờ chuẩn bị dọn dẹp, chuẩn bị đón nàng xuân về thôi. Thôi mình bắt tay vào việc để làm dọn dẹp, chuẩn bị đón nàng xuân, rồi mình sẽ cho cả nhà thấy áo mới của mùa xuân. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nhé. Cảm ơn nhiều. Bye bye.